Vâng, lại gửi lời chào đến toàn thể các bác, các anh em đam mê đi bẫy chim. Thì hôm nay em lại làm một cái video giới thiệu cho các bác một cái sản phẩm, đây là lều ngụy trang để cho các bác đi rừng đam mê đi bẫy chim. Thì đây như các bác thấy đây, thì em cũng đang đi bẫy chim, rình chim. Đây, nay em đi bẫy chim, bẫy chồn các bác nhé. Thì vì ở trong khu này nó nhiều muỗi quá nên là em mang cái lều đi để ngồi. Đây là cũng giới thiệu cho các bác một cái lều ngụy trang màu lá cây khô các nhá. Thì nhà em có hai mẫu, một cái mẫu lều là cao 1m2 và rộng 1m, và đây là cái mẫu giới thiệu cho các bác, đây là một cái mẫu lều là cao 1m, rộng của nó là 90 phân, để các bác bẫy gà, bẫy cu gáy, bẫy chim bìm bịp, rình chim. Thì các bác có thể là ngồi trong này sợ không sợ muỗi dĩn các bác nhá. Cái mẫu này thì nó có một cửa chính này các bác nhá, một cửa chính và ba cửa sổ các bác nhá, ba cửa sổ. Mẫu này lá màu lá cây khô, giá thành thì bây giờ thời điểm này nó chỉ có 350.000 đồng thôi. Đấy, bao ship về tận nhà rồi. Các bác kiểm tra hàng rồi thanh toán. Ba cửa sổ thì là bằng lưới màu đen các bác nhá. Đấy, lưới màu đen. Đấy, nên là anh em yên tâm không sợ muỗi, côn trùng cắn. Rất hợp lý cho các bác đi bẫy chim đi vào rừng. Đấy, một cái sản phẩm là hợp túi tiền. Anh em chơi văn nghệ giải trí, đi du lịch thì các bác lấy cái lều nằm. Còn đây là cái mẫu lều ngồi các bác nhá. Đấy. Sản phẩm là một cái mẫu lều rất là đẹp luôn. À, về cách gập các xếp thì em cũng giới thiệu nhiều cho các bác rồi. Đây. Đây là cái cửa chính, cửa sổ nữa các bác nhá. Đấy, các bác mở ra. Thì đây. Một tay em làm, một tay em cầm máy quay, một tay thì giới thiệu các bác nên nó máy nó hơi rung các bác nhá. Nên các bác thông cảm. Đây. Em này đang đi bẫy chim. Đây, rình chim tận mãi bên kia cơ. Đấy. Hôm nay là đi dẫy chim nên là tiện đây là giới thiệu cho các bác một cái video về lều ngụy trang, để các bác nào mà có nhu cầu thì liên hệ bên em. Bên em là ship COD toàn quốc, anh em nhận hàng kiểm tra hàng rồi mới phải thanh toán cho nhân viên bưu điện. Nên là rất mong là các bác xem sản phẩm thì đừng quên đăng ký kênh, ấn vào quả chuông để cập nhật những sản phẩm mới nhất của bên shop. Bên em là một đơn vị bán hàng chuyên nghiệp nên là rất nhiều mẫu lều ngụy trang, âm thanh, loa đài điều khiển từ xa, các phụ kiện đi kèm theo, phụ kiện đi bẫy rừng, ống nhòm, đồ ngụy trang đi rừng không nhá. Nên là các bác đừng quên đăng ký kênh để xem được nhiều sản phẩm của bên shop. Vâng, xin chào và tạm biệt các bác. Hẹn gặp lại các bác trong những video kế tiếp của shop.